Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Và xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Kia Carens sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.6 số sàn, nội ngoại thất thì khá là hoàn hảo. Màu trắng ngọc trinh rất là bắt mắt. Biển số 36A25879, một chiếc xe đẹp. Vâng, đèn bi gầm Protector rất là sáng bóng, đèn gầm cũng là sử dụng đèn bi nên là chiếc xe là khá sáng trong buổi đêm. Một chiếc xe khá là tuyệt vời. Vâng, sử dụng vành la răng đúc chứ không phải là nguyên bản theo xe. Phanh đĩa kết hợp trên cả bốn hai bánh trước và cũng như là hai bánh sau là phanh tăng trống, rất là an toàn. Vâng, một chiếc xe sử dụng vành 16 inch 2:15 tỷ lệ 60 cũng khá là ổn. Vâng, lộ vành rất là to, lốp cũng khá là ok. Hạn đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2021. Một chiếc xe khá là đẹp, máy móc chắc gầm bệ chắc nịch luôn. Nội ngoại thất đăng ký 7 chỗ ngồi. Một chiếc xe mà khá là ok, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc luôn nhá quý vị nhá. Vâng, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc luôn. Và giá là chỉ có 250 triệu đồng thôi. Có 250 triệu đồng một chiếc xe rất là tuyệt vời này. Vâng, sơn xi màu trắng rất là đẹp. Vâng, phần tapi thì cũng khá là mới và keo chỉ thì cũng ổn thôi ạ. Vâng, chứ không phải nói là đẹp nhưng là ổn. Vâng, kính vẫn còn zin luôn ạ. Đó, quý vị các bạn có thể nhìn kính zin. Nội thất bên trong chiếc xe thì cũng khá là đơn giản. Nội thất ghế da màu đen kết hợp với màu tím. Vâng, theo phong cách của chủ nhân cũ. Còn trần nỉ thì đã được bọc ni lông và có hai màn hình, một màn hình DVD đằng trước kết hợp giải trí cộng với cam lùi, và một màn hình DVD ở phía trên, ở trên trần để giải trí cho những cái khoang đằng sau. Một chiếc xe mà có hai vùng điều hòa phía trước và cũng như cái hàng ghế đằng sau, khá là ổn luôn. Vâng, nội thất khá là rộng rãi, chiếc xe 7 chỗ ngồi, tha hồ sử dụng. Bây giờ thì em đang úp hai ghế đằng sau xuống thì là không gian 5 chỗ ngồi, nhưng khá là rộng rãi, tiện lợi luôn. Một chiếc xe tuyệt vời, rộng rãi mà chỉ có 250 triệu đồng thôi. Vâng, con này có gắn nóc và đuôi vây đằng sau rồi. Đấy, đây là camera lùi. Đấy, mọi người có thể nhìn thì khá là ổn luôn. Vâng, rửa kính vẫn còn hoạt động bình thường. Một chiếc Kia Carens 2010, đèn xi nhan cũng rất là sáng. Đấy, mọi người nhìn nhá. Vâng, đó, chiếc xe mà mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ rơi vào tầm từ 6 đến 7 lít trên 100 cây thôi ạ. Và cũng khá là ổn. Và dòng này thì là 7 chỗ ngồi tiết kiệm nhiên liệu của hãng xe Hàn Quốc Kia. Và đây, các cái phần răng cột thì không phải nghĩ rồi, bên em những cái này ok cho mọi người. Một chiếc xe khá là đẹp và giá thì cũng khá là rẻ. Tapi của người lái, tắt các nút bấm thì cũng rất là tiện lợi. Gương kính cụp xe còn chỉnh như là chỉnh điện luôn đấy quý vị nhá. Vâng, khá là ok. Và bây giờ thì em mở khoang máy cho mọi người. Điều hòa mát lạnh luôn đấy ạ. Em rất thích cái chiếc xe này vì điều hòa đi thì mát rượi luôn. Quý vị các bạn có thể nhìn bên trong khoang động cơ của chiếc xe. Động cơ 1.6 hệ sử dụng cam kép 16 van. Máy thì chạy khá là êm. Vâng, và chắc chắn là không có hơi thừa cho rồi quý vị nhé. Vâng, em sẽ mở nắp ra cho mọi người. Vâng, thưa quý vị các bạn, mọi người có thể nhìn không có tí hơi thừa nào luôn. Dầu mỡ đầy đủ, máy móc chạy rất là êm, khá là ổn luôn ạ. Vâng, đây là cụm phanh khí, phanh dầu, hệ thống trợ lái, điện đóm các thứ dây dạo ràng ngoằng. Nói chung là rất là ổn, máy móc thì chạy là êm là được rồi. Vâng, đó, mọi người có thể nhìn ạ, rất là ổn luôn. Và giá thì cũng rất là ok, chỉ có 250 triệu đồng thôi. Vâng, đây còn phần gầm bạ thì mọi người có thể nhìn, gầm bạ cũng khá là ổn ạ. Nói chung với một cái giá tiền là 250 triệu thì đây là một lựa chọn xứng tầm. Kia Carens sản xuất năm 2010, phiên bản lăn bánh năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, sử dụng máy xăng 1.6 số từ sàn. Một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu từ 6 đến 7 lít trên 100 cây.
Và với giá thành như thế này, được một chiếc xe 7 chỗ là quá là ok rồi. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này, alo cho em qua số điện thoại Vũ Duy Ô Tô 0869 158 926. Cửa hàng em ở chợ ô tô Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh, like và theo dõi cho Vũ Duy Ô Tô. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn chọn được cho mình những chiếc xe đẹp, những chiếc xe ưng ý nhất. Xin chào.